Nhớ năm năm trước chị về cũng tặng bánh nhật. Mọi người không muốn của loại. Cái gì vậy? Nhưng mà Lợi ơi. Nhưng là không bây giờ cái này nè, tại vì Loan chưa có đặt này. Cầm lên nó nhẹ lắm đúng không? Cầm lên nó nhẹ lắm. Hồi nãy gì gói cái hộp đó mà. Bé lo nó chưa có tắt về kịp. Hồi nãy nó giờ gói á. Bà em vẫn chưa có chủ nhân. Từ từ bình tĩnh. Thấy cái túi màu hồng không chị kìa.
mấy trăm ngàn. Rồi nhìn thấy là biết luôn rồi, không cần nói luôn. Không thiếu đủ trường là giờ sợ sợ cầm cái nào lên mà nó nhẹ nhẹ lắm á, mở lên tờ giấy là hàng chưa kịp tới luôn rồi. Từng sao mấy mấy bạn sao lại bị luôn chưa nhận quà mà biết quà của ai. Để unboxing, unboxing. À con ống heo. Nó cố tình thiết kế khó để mình khó móc ra mà. Rồi xin mời các thông bài cho các bạn. Kê giờ nhiều bạn lạ mặt quá giờ mới biết mặt luôn á. Quá đẹp luôn. Quá âm luôn, nói hai lần. Đập lên lại. Vâng. Đặc biệt này thì tôi muốn nói là tôi trời ơi cái hộp quạt kìa. Các bạn nhận quà là ai đó chưa ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứ. Cái gói trường á. À, chị sạc cái này. Anh không cần cái quả của trẻ rồi. Anh hấp
tao đang nãy tao nãy này qua đây bắt đầu. Rồi xin mời số bạn tiếp tục. Tại vì quá xa cái tháp quá hả? Qua đây là nữ nè, cửa xưa đây còn nè. Hello. Rồi, năm người lại đi. Rồi, năm người lại đi. Rồi, vô.